Hello, xin chào mọi người. Không bật camera, tôi kệ mẹ đi. Rồi, hello, xin chào mọi người, thì mình là Khanh Én. Chào mừng anh em đã đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm cho anh em về một game, đó chính là Tử Thanh Song Kiếm. Như cái đề ở trên YouTube của mình, đó chính là cách nạp thẻ. Thì game này, đó chính là một trong những game rất là hot hiện tại. Và game này nó đang gọi là kiểu rất là nhiều người chơi trên iOS và CH Play. Thì có nghĩa là Android và thì nói chung là nó đang rất là hot, còn trên Microsoft thì mình không biết, nhưng mà hiện tại thì nó đang rất là hot. Rồi, ok, thì bây giờ mình sẽ cùng đến với cả fanpage của tử thanh song kiếm. Thì chúng ta chỉ cần ghi chữ Tử Thanh Song Kiếm lên Facebook thôi. Thanh Song Kiếm. What the fuck? Ừ, nhầm, thiếu mẹ nó mất chữ. Đây là group rồi, quên. Tử Thanh Song Kiếm đây. Rồi, đây chính là fanpage của Tử Thanh Song Kiếm, Moving On Tử Thanh Song Kiếm. Ok, thì đây chính là fanpage của nó. Và kiểu hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh em cách nạp thẻ dễ nhất. Thì có nghĩa là mỗi lần mình không biết nạp cái gì, không biết đặt thẻ game này như thế nào, thì hầu như mình đều lên fanpage của game đó. Và mình sẽ tìm một bài viết và mình ấn vào chữ xem thêm. Thì ở đây thì chúng ta có một bài viết, đó chính là đâu ta? Đâu, vừa lại mình vừa phép mà đâu, à, đây, lạc trôn nó gần dưới đít rồi. Thì đây chính là một cái bài viết hôm qua Tử Thanh Song Kiếm mới đăng, và nó có tựa đề là Thời Trang Ngoạn Long Phượng Sổ. Thì mang cái, nói chung là mình không đọc, mình không quan tâm mấy cái này. Thì lúc đầu thì nó sẽ hiện lên một cái chữ xem thêm, và mình ấn chữ xem thêm đây, và nó sẽ sổ hàng loạt một đống 18 clip ở dưới này này. Thì đây chính là cách nạp thẻ này anh em có thể nhìn thấy là chữ nạp thẻ và website của Tử Thanh Song Kiếm.vn chấm nạp thẻ đấy. Nói chung là đây chính là đường link để vào với cái nạp thẻ của Tử Thanh Song Kiếm. Thì nếu anh em nào mà bảo ý là cái này chỉ áp dụng trên PC thì không phải nhá, anh em có thể làm được cả ở trên iOS, cả ở trên điện thoại của mình. Anh em cũng chỉ cần làm như mình, Moving On vào cái fanpage này, rồi anh em tiếp tục kéo xuống và tìm một bài viết, và anh em ấn vào xem thêm và tìm cái chữ là thẻ, ok, ấn vào link xong và nó đang chuyển đến. Thì hiện tại mình đã đăng nhập vào cái nick của mình ở trên cái Scoin này, Scoin của VTC Movie. Thì đây chính là Scoin của VTC Movie. Thì hiện tại mình đang không có đồng hàng, thì thực sự mình rất là nghèo đấy, ok. Thì bây giờ mình chỉ cần chọn máy chủ và nhân vật. Thì mình đang chơi với server là 21 băng kiếm, tên nhân vật là Khánh Én, vẫn là nhân vật nữ của ngày hôm trước. Và mình sẽ chọn, đó chính là chọn thẻ cào, vì mình có một cái thẻ cào và mình có một cái thẻ Movie Phone. Thì ở đây thì mình đã có cái thẻ Movie Phone rồi, và bây giờ mình chỉ có việc ghi số sơ đi và nhập mã thẻ là ok. Nói chung là đơn giản mà. Rồi, thì bây giờ mình sẽ nạp xong rồi chúng ta sẽ cùng lên với giao diện chính ở trên điện thoại nhá, để xem nó sẽ như thế nào. Rồi, đây chính là số sơ đi à, số sơ đi 057941. Thì bây giờ đang là kiểu làm video offline này, thì mình có thể đọc thoải mái và không lo anh em có thể nạp được. Nói chung là đến lúc anh em biết được rồi thì nó đã bảo mẹ tài khoản rồi, thế nên là không phải xoắn nữa. Rồi, tiếp tục số 4 nữa, 61. Rồi, mã không dài nữa ta. Ok. Ok, đúng rồi, ok, 3456. Oh, what the fuck? Đi bệ ba, ở đây 9831, sao số đẹp vậy ba? 3, 2. Ok, thì mình đã nhập xong rồi, ấn đồng ý là xong thôi. Có gì đây? Bạn đã thành công thể lắp đi vào dịch vụ Tử Thanh Song Kiếm. Ok đấy, chúng ta thử lắp lại một lần nữa xem nào. Lắp lại lần nữa xem nào. Ôi, sao nó không có cây ở đây ta? Khoan, để mình xem là 50.000 đã hoàn thành lập từ Tử Thanh Song Kiếm, ok. Cắt thẻ sao gì? Rồi, 50.000 trừ vào, ok. Rồi, chắc là nó vào luôn tài khoản rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào với cả Tử Thanh Song Kiếm nhá. Không biết nó sẽ như thế nào, nhưng mà cứ vào đi. Yup, anh em ơi, chúng ta đã vào đến với cả giao diện chính của Tử Thanh Song Kiếm. Thì bây giờ chúng ta sẽ chỉ cần ấn vào chiến đấu là xong rồi. Đây, hiện tại đang có một cái lễ hội Halloween. Ủa, như chị lại còn. Ui dồi. Ok, rồi chúng ta sẽ vào nào. Ui, tắt cái nhạc đi, tôi thì thực sự tôi không thích nhạc. Tôi không thích nhạc. Ok, rồi thì bây giờ mình sẽ nhận các đồ thưởng offline cũng nhận luôn, XP này cũng nhận luôn, tìm lại này nhận hết luôn, không biết cái mé gì cũng nhận hết luôn, không biết cũng nhận hết, không có cái gì là không nhận hết. Rồi, bây giờ đồ cũng được cái thành cái kia kìa, ôi, úi trời ơi, ôi khoan thôi, ăn bà đã mua rồi, thôi bu rồi, anh em ơi, bu rồi, ok, nhận rồi. Oh, fuck, ra đây, khoan, ôi, gì đây, ôi, anh em ơi, anh em có nhìn thấy cái số 130 lạc vàng không khóa không? Đấy, thì mình vừa mới làm 50.000 vào trong cái game Tử Thanh Song Kiếm này, và nó đang có 125 vàng không khóa. Đấy, nói chung là chúng ta đã nạp thành công rồi. Đấy, nói chung là nghe tôi là ok hết, đấy. Bây giờ chúng ta, ôi, vào cái gì đây? Ôi, chết rồi, anh em ơi.
mình không được tự chủ cái bản thân của mình nốt cơ. Đấy. Rồi bây giờ lên mấy cái kiếm này thì kiếm của mình hiện tại chắc là không khỏe đấy. Ủa kiếm này đẹp thế. Ui giời ơi level 15. Ôi giời ơi ngày 4 nhận. Ôi giời ơi ngày 7 mới được nhận. Ui giời ơi chết tôi rồi. À ngày 1 nhận là như nào nhỉ? À có nghĩa là tăng lên bậc 2 à? Đến bao giờ mình mới lên bậc 2? Bậc 1, bậc 2. Chắc là phải lên đến 10 cái level thì bắt đầu mới lên được. Ok thì hiện tại thì mình chơi game này mình cảm thấy rất là hay luôn. Thì nếu anh em nào mà thấy game này hay thì mang cho mình ý tưởng ở bên dưới nha. Mình đang rất là muốn cày cuốc cái game này thì nên anh em phải để ý tưởng bên dưới. Mình làm về cái gì thì anh em phải ra điều kiện hoặc nhằm ra cái kiểu để cho mình có thể nghĩ ra được và làm cho anh em xem nha. Chứ nếu mà kiểu tự thân vận động thì có vẻ là mình sẽ không thể làm được. Và hôm trước thì mình còn nói là chính là tinh linh tinh lủng gì thì mình cũng thực sự là mình không thể nhớ nổi vì cái game này nó rất là nhiều ấy. Tinh linh rồi lại còn linh tinh rồi lại còn dinh linh. Thôi thoản linh với cả huệ thôi chết rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đánh rồi ra mình nhận mấy cái quà là thẻ lần đầu đấy anh em. Thì hôm trước mình có ra một video rồi nhưng mà mình thấy video đấy là nó không được ok cho lắm. Thế nên là thôi mình tạm thời coi như video đấy gọi là video test đi. Rồi thì video này mình sẽ bắt đầu từ video này mình sẽ cố gắng làm hẳn hoi hơn. Đấy mình phải cày cuốc cho con game cho con cái ác của mình nó thật là khỏe để cho anh em này nó phải thật là nhiều anh em xem phải không? Cái ước mơ của mình và ước mơ của mình là phải cho nó thật là khỏe không? Mà không biết có được khỏe không hay để được dăm ba bữa chán. Rồi thì ôi lốt một ải nữa là xong rồi, lốt ải nữa là xong rồi, con chim rồi đây cho cái đống bạc này vào là chết bà mày luôn. Ôi vẫn còn ạ, à, ôi vẫn còn. Ôi trời, xong rồi, bọn này lừa bịp mình rồi. Nó cho mình vào trong rồi anh em ơi. Ôi bứ quá. Ôi trời rồi, ôi anh to béo này làm mình bứ quá. Ôi đánh mãi không chết. Ôi trời sao rồi. Hôm nọ thì mình có đi cái bot ấy, mấy bọn kia nó tranh bot nhanh thề, nhanh vãi cứt. Kéo mình vào mình đánh mãi mới được có mấy vạn mấy chục vạn, nó chém chém một vài phát mấy trăm vạn. Ôi trời ơi. Mấy thằng đấy nó mà solo BK mình nó chém cho mình vài phát là mình ăn cứt luôn. Rồi nó bọn này nó chém mình ôi mượt à. Anh em thấy chúng nó chém mượt à? Mình chém thì mãi nó méo chết, nó chém mình thì thôi nghỉ mẹ đi. Đấy, đây chỉ là đã đi phó bản thôi mà đã khó khăn này rồi. Không biết về sau mà có cái kiểu mới thì không biết mình có trụ được không. Đấy. Nói chung game này mình phải cày cuốc thật nhiều thì nó mới gọi là lên được. Nhưng mình mà kiểu không cày cuốc ấy thì nó cũng chỉ thế này thôi. Đấy, nói chung là bắt đầu từ bây giờ thì mình sẽ cố gắng cày hơn một chút, bỏ ra chút thời gian để cày cho nó khỏe chút chứ 40 mấy nghìn lực chiến này thì già nó trổ vài đường cơ bản rồi xong luôn lên viện luôn là lại chuẩn bị sang nhận ông thọ mua cái quan tài luôn rồi. Đấy, chém nó ấy. Đấy anh em thấy không? Chắc là cái bọn mà kiểu tầm khoảng 100.000 lực chiến thì đi cái này chém vài phát là bọn này chết hết rồi. Bình quánh nó một cần đít ra mà vẫn không chết. Ôi xong rồi. Úi giời ơi. Úi giời ơi, chuộc skin xả cứ như là xả nũ như vậy mà nó không chết cho mình. Úi giời ơi. Nó chạy mình chém nó được 2.600 sát thương. Đấy may mà mình không may mà chúng nó đan yếu nữa không chúng nó nhũ cho một nhũ là thôi xong rồi. Đấy một đám như này nó mà vào nó quay cho một lúc thì tạch luôn, thì hết vỡ chuẩn luôn. Rồi đây là ải cuối cùng rồi là mình sẽ xong, là đi xong cái phó bản này, đấy, đơn giản ngay, easy. Rồi, đi xong cái này ra rồi mình sẽ nhận mấy cái quà lần đầu cho anh em xem và thử mặc vào cho anh em xem mà nạp thẻ lần đầu lợi như thế nào nhá. Rồi, ôi anh em đã nạp thẻ chưa? Anh em đã nạp thẻ chưa? Ủa, hiện tại mình đang có 293 xu khóa, bao giờ lên được khoảng 1.000 xu khóa rồi mình sẽ làm một cái clip nâng cấp cho anh em nhìn. Thì, vẫn còn à? Ủa, tôi cho bố mày ra cái coi, tôi đánh cái này đến bao giờ mới xong? Mệt quá là quá mệt. Trời ơi, quả này cho mình phát lên 25 màn để kịp nghỉ game mất. Rồi đi này đã lâu thì chớ. Ôi cái con kia nó lên vài chục cái cục máu liền hay là mình mắt mình lóa nhỉ anh em. Ôi, cái gì đấy? Sao lại giật nhỉ? Ôi chém kìa. Ôi cứ gọi là ok. Thì nếu nhiều anh em sẽ thắc mắc là quay clip bằng cái gì thì mình chơi trên CH Play có nghĩa là Android thì có nghĩa là hệ điều hành CH Play. Hệ điều hành Android thì mình thường sử dụng phần mềm đó chính là Alexer Candy Recorder. Thì mình thấy cái phần mềm này quay thì nói chung là rất là mượt luôn, không bị lắc và quay được 720p 60fps đấy. Nói chung là mình thấy mình quay rất là mượt luôn, nói chung là quay thì rất là sắc nét và không bị tình trạng giật lag gì cả. Nhiều anh em thì cứ hỏi mình thì bây giờ mình làm thì mình cũng chỉ luôn cho anh em cách đấy. Thì nói chung là mình quay bằng cái phần mềm đó. Đấy, quay thì full màn hình luôn. Đấy, edit video thì mình edit ở trên máy tính rồi. Rồi thì đây, vang nó kìa, lâu quá thôi. Chắc là nốt ải này cả đến ải 25 là xong rồi. Nếu mà đến ải 25 mà vẫn chưa xong thì mình sẽ thoát luôn và không chần chừ gì nữa và lộp giấy tờ và đi về luôn. Chứ đánh thế này thì thôi mọt cứt. Rồi. Đấy, như bên em ơi, ủa chém lỗng nhìn nó chém nhanh như thế. Rồi là trước tiên thì chúng ta sẽ vào kho đồ cái trang bị à. Cái trang bị của mình thấy nhiều cái đồ này mình cũng thấy ok phết mà sao lại không được nhỉ? Đây trang bị áo giáp này, trang bị này. Cấp bậc không đủ à? Chưa đủ cấp bậc thôi chứ mình mà mặc được thì đúng là khỏe rồi đấy. Rồi chưa mặc được.
Rồi thì đây là khác mấy cái này làm gì, hộp quà này mở đi. Không KB không đủ, ô mất KB à? Mày vậy đái, mình mở rồi nếu mà mình có đủ thì thôi phí vãi cứt. Rồi thì đây, các kiểu, giày các kiểu. Rồi trang bị thì mình đang có mỗi mấy cái áo nhưng mà mình cũng không biết cái áo đấy để làm cái gì cả. Thì mình vẫn chưa tìm hiểu nhiều về con game này. Thì thấy anh em chơi khá là nhiều nên là mình cũng muốn chơi cùng để tăng thêm phần hấp dẫn. Rồi đấy, bạn bè của mình thì chắc là cũng có người chơi nhưng mình vẫn chưa hỏi thôi. Mình thích thì mình chơi thôi. Đấy, lại gặp anh cao to đen hôi rồi. Quả này lại có nhiều lông lách chứ không có lại. Quả này lại không có lông chân đi rất nhiều lông lách. Đấy, anh rất là tự tin khoe cá tính giơ lách lên bổ vào đầu em gái. Úi giời, đây gọi là tàn bạo ở trong game. Bảo sao game này 18 cộng. Úi giời, nó pha kìa. Lúc cầm cái kiếm lúc pha vào đầu. Khổ thân con nhà người ta quá. Úi giời ơi, em này thì cũng không đánh đá không kém ấy, ông sờ kia sờ cổ thằng kia thì nó có mỗi cái chém thôi, con này thì nó đánh như một con điên, cầm kiếm như thế nào được các kiểu như một con điên. Úi giời, đấy xong rồi, nó lại là thắng rồi. Nếu mà tiếp tục, ôi còn tiếp à, thôi tiếp tục thì mình thoát đây, mệt lắm rồi, không bình luận được nữa đâu. Thì nhận được ải này là ải nhận kinh nghiệm mà. Ok, thì đây chính là cái nạp đầu và mình vừa mới nạp đầu 10 KB, mình vừa mới nạp rồi, thế nên là bây giờ mình có quyền nhận đúng không anh em? Ôi sao mình nạp rồi mà. Ồ, vãi đái, vẫn phải nạp thêm để cho lên 150 KB thì nó mới được nhận, mới được VIP 1 à. Rồi nạp thêm 25 KB nữa sẽ tăng lên 1 KB 1 điểm, 1 KB bằng 1 điểm. Úi thôi nghỉ mẹ đi, cái này thì chết. Vừa nạp 50.000 tích góp, bao nhiêu ngày ăn sáng, 5 ngày ăn sáng của tôi bây giờ không nhận được, lại thêm mất 2 ngày ăn sáng nữa thì chết. Rồi nhận cái dương nào, mở lên được cái bao nhiêu KB khóa nào. Ôi, kêu chịu, thôi được anh ơi, tôi lại ngu rồi. Lại vào phó bản, thoát mãi bây giờ, lại bây giờ lại vào để điên. Rồi thì đấy là lần đầu mình nạp thì chắc anh em nào nên nạp khoảng nếu anh em nào mà không muốn nạp hẳn 100.000 thì anh em nạp 9.000. Vỗ tay vỗ tay coi thì nó sẽ cũng được rồi, không cần phải nạp đến 100.000. Thì đấy là cách để nạp thẻ, thì mình hôm nay mình chỉ hướng dẫn anh em cách nạp thẻ thôi. Còn 7 ngày đồ điếc này, nhận thưởng đi, tích lũy số khóa nhận hết đi. Ôi vẫn mai nhận, ghi chữ mai nhận rồi. Phúc lợi nào, mình cũng rất là muốn lên VIP 1, thế đây là có thể mình sẽ đầu tư thêm để mình lên được cái VIP 1, để xem lên VIP 1 thì quyền lợi của nó sẽ như thế nào. Rồi đồ điếc của mình thì ôi đang làm là cái gì vậy ba? Thì bây giờ mình có một cái thời biểu, có nghĩa là thời biểu để kiểu online hoạt động ấy, thì giờ này mình online, nghĩa giờ này vẫn chưa có cái gì để mà có thể online cả. Thế nên là nó cũng rất là ít người, chứ nếu mà vào giờ online ấy, kiểu vào cái giờ gì đấy, kiểu giờ cứt ấy anh em, nghĩa là giờ vàng ấy, thì nó sẽ là rất là đông. Thế nên là bây giờ thì mình vẫn chưa thể vào được vào cái giờ vàng đấy. Hôm nào mình rảnh mình sẽ vào cái giờ vàng cho anh em xem giờ vàng nó sẽ như thế nào nhá. Rồi mình nhận được khá là nhiều đồ và bây giờ mình có thể đổi rồi. Rồi đây có thể đổi rồi, đít lên này, hồng ngọc hồng ngủng lên này. Đấy, chiến thùng. Không vẫn chưa lên được chiến ba. Ôi mình có bao nhiêu cái gì nhờ, cường hóa này có mất tinh luyện cái này lên à. Ok, đá này cho lên em ơi, cường hóa cho cái giày lên đi. Ô cái này hình như là mất KB ở đây, mình có 300 KB rồi. Còn cái vàng kia mình vẫn chưa biết để làm gì, để xem là có cái shop sủng gì không. Để mình sẽ tìm hiểu thêm và hôm sau mình sẽ làm video để sử dụng 125 cái vàng khóa vàng kia nhá. Còn bây giờ thì ok, bye bye anh em, và nếu anh em thấy Suzy game này hay thì mong em cho mình một like và một comment ý tưởng, và để lại đừng quên để lại một subscribe và ấn vào cái nút chuông để nếu mà mình ra video mới thì anh em có thể biết được đó chính là video gì nhá. Bye bye, hẹn lại anh em ở những video sau. Ngắn gọn và xúc tích. Nếu anh em nào mà chưa đăng ký, mong em cho mình một đăng ký, đó chính là ấn vào cái chữ đỏ 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 xinh xinh này, rồi anh em ấn vào cái chữ chuông này, rồi xong rồi anh em chuyển qua ấn vào chữ gửi tất cả cho tôi để thông báo được về cái kênh này, ấn vào chữ lưu, thế là xong rồi. Cảm ơn anh em đã subscribe.